Xin kính chào tất cả quý vị, anh chị, các bạn. Hôm nay là giải thi đấu của cấp phường xã thành phố Uông Bí. Trận đấu đầu tiên của đội Lam giữa phường Lam và phường Quang Trung. Vậy là trong trận đấu đầu tiên này thì các cầu thủ bên phía câu bộ phường Phương Lam là bên phía gần mình các bạn ra quân trong phục là áo xanh và đen. Còn các cầu thủ bên phía phường Quang Trung là bên phía xa mình các bạn ra quân trong phục là áo vàng và đen. Vậy là trọng tài đang cho cầu thủ hai đội làm thủ tục trước khi vào trận đấu. Vâng, vậy là trọng tài đã cho trận đấu chính thức bắt đầu. Vậy là xét đấu đầu tiên thì cầu thủ bên phía phường Quang Trung người ra bóng trước. Cơ hội phản công cho phường Phương Lam. Chưa được, cơ hội phản công cho Quang Trung. Một tình huống bỏ bóng, cơ hội phản công, Ai Đồng Thông. Chưa là một pha xử lý an toàn của Ai Đồng Thông, cơ hội phản công cho phường Quang Trung. Rất tiếc, tình huống đội bóng rất mạnh của cầu thủ số 9 bên phía phường Quang Trung đã ra ngoài rồi. Vậy là điểm số đầu tiên cho trận đấu này là thuộc về các cầu thủ bên phía phường Phương Nam, 1-0. Bước một tốt rồi, phản công cho Quang Trung. Chưa được, cơ hội phản công cho phường Nam, Ai Đồng Thông. Rất tiếc, một pha chuyển hai khó. Vậy là điểm số 1 đều cho phường Quang Trung. Cơ hội phản công, Ai Lùng Thông. Vẫn là pha xử lý bóng an toàn. Chuyển hai khó này, Ai Lùng Thông đã không xử lý được. Tình huống đập bóng ra ngoài tiếp theo của cầu thủ bên phía phường Quang Trung. 2-1 cho phường Phương Lan. Đường một tốt rồi. Làm gì không? Rất hay. Vâng. Pha phòng thủ rất cố gắng. Rất tiếc. Tình huống thì bóng cuối cùng nó không thành công rồi, là điểm cho phường Quang Trung. Hay này. Vâng, điểm số đã trở về thân bằng. Những phút đầu tiên hai đội đang thi đấu rất cân bằng. Rất đáng tiếc. Một tình huống phạt bóng không có lưới. Điểm cho đội phường Phương Lan. 3-2. Đội phản công bằng Quang Trung. Tình huống xử lý bóng an toàn của Ai Đồng Thông. Chắn tốt. Bóng vẫn còn. Ai Đồng Thông rất đẹp mắt. Tình huống đập bóng rất đẹp mắt của Ai Đồng Thông. Đã mang điểm số 4-2 cho cầu thủ bên phía phường Phương Lam rồi. Một tình huống đập bóng tuyệt vời. Đường một tốt rồi, bóng vẫn còn. Tình huống xử lý bóng an toàn, cơ hội phản công cho phường Quang Trung. Vậy là lỗi kỹ thuật cầu thủ bên phía phường Quang Trung rồi, điểm cho phường Phương Lam. 5-2. Vậy là các cầu thủ bên phía phường Nam đã tạo ra khoảng cách 3 điểm trước cầu thủ bên phía phường Quang Trung rồi. Làm gì không? Một tình huống bỏ nhỏ. Một tình huống xử lý rất bất ngờ. Bóng vẫn còn. Một pha cứu bóng rất cố gắng, rất tiếc. Bóng ở ngoài vòng, ngoài anten giới hạn rồi. Điểm cho phường Phương Lam. 6-2. Pha xử lý bóng cuối cùng đã không thành công, rất đáng tiếc. Một tốt, phản công Quang Trung. Rất hay. Vâng, một tình huống đập bóng có lực rất tốt của cầu thủ bên phía phường Quang Trung. Bóng đã bật tay chắn cầu thủ bên phía phường Phương Lam ra ngoài. Điểm cho Quang Trung. 3-6. Rất đáng tiếc, ngay sau đó thì các cầu thủ bên phía phường Quang Trung đã phát bóng ra ngoài. Đấy, điểm cho phường Phương Lam. 7-3. Cho phường Lam 7-3. Bước một tốt. Gì không? Pha phòng thủ rất tốt của cầu thủ bên phía phường Lam. Rất đẹp mặt. Vâng. Một tình huống đập bóng tuyệt vời nữa của Ai Đồng Thông. Rất tuyệt vời. Một pha đội bóng có lực rất tốt, rất cắm của Ai Đồng Thông. Đã mang điểm số 8-3 cho cầu thủ bên phía phường Lam rồi. Ai Đồng Thông đang chơi rất hay. Rất tuyệt vời. Rất đáng tiếc bóng ngoài sân. Một tình huống đập bóng có lực rất tốt, rất tiếc bóng ngoài sân rồi. Điểm cho phường Phương Lam. 9-3. Vâng, vậy là trọng tài xác định là bóng đã chạm tay chắn cầu thủ phía phường Phương Lam ra ngoài. Điểm cho phường Quang Trung 4-8. Quyết định cuối cùng của trọng tài đã được đưa ra.
Vậy là chưa có tín hiệu phát bóng đến từ trọng tài. Trọng tài yêu cầu phát bóng lại. Idol Hùng Thông rất hay, lại một điểm số nữa được ghi bởi Idol Hùng Thông, rất tuyệt vời. 9-4 cho Phượng Phương Lan. Vâng, Idol Thông Thông đang là một chủ công rất xuất sắc của cầu thủ bên phía Phượng Phương Lan. Anh đã ghi được rất nhiều điểm số rồi. Vâng, một tình huống đá bóng tốt của cầu thủ bên phía Phượng Quang Trung mang danh điểm số cho Phượng Quang Trung 5-9. Cách điểm số giữa hai đội đang là 4 điểm. Hải Đồ Hùng Thông. Bóng vẫn còn. Vẫn là Hải Đồ Hùng Thông. Một tình huống xử lý bóng an toàn. Đội phản công cho Quang Trung. Rất tốt. Một tình huống bỏ bóng về khuyến sân rất hay của cầu thủ bên phía Quang Trung. Đã mang điểm số cho Quang Trung. 6-9. Đúng một tốt rồi, Idol Hùng Thông. Rất tuyệt vời, một tình huống kẻ y rất hay đến từ Idol Hùng Thông. Một điểm số tiếp theo dành cho cầu thủ bên phía Phượng Phương Lam, 16. Đúng là một tài lập chủ lực của Phượng Phương Lam. Anh đang thi đấu rất hay, rất đẹp mặt. Một tình huống đập bóng qua lực rất tốt. Tình huống đập bóng như lã đại bác vào tay chắn cầu thủ bên phía Phương Nam ra ngoài. Điểm so Phương Quang Trung 70. Bước một tốt rồi. Ai đồ Hùng Thông. Rất hay. Bóng lật tay chắn cầu thủ bên phía Phương Trung rồi. Điểm cho Phương Nam 11-7. Ai đồ Thông Thông những phút vừa qua đang chơi cực kỳ ấn tượng. Rất hay. Vâng. Vậy là sau tình huống bóng vừa rồi thì các cầu thủ bên phía Phượng Quang Trung đã xin hội ý 30 giây lần thứ nhất trong set đấu đầu tiên này. Bước một tốt rồi, phản công Phương Quang Trung. Chưa được, phản công cho Phương Phương Lạm. Ai Đồ Hùng Thông, rất hay, tuyệt vời. Một pha đá bóng tuyệt vời nữa của Ai Đồ Hùng Thông. Ai Đồ Hùng Thông đang chơi cực kỳ xuất sắc. Rất nhiều điểm số được ghi bởi Ai Đồ Hùng Thông rồi. 12-7 cho Phương Phương Lạm. Tuyệt vời. Rất đáng tiếc, một pha xử lý bóng không thành công. Điểm cho Phương Phương Lạm 13-7. Rất đáng tiếc, vậy cao thủ bên phía Phương Quang Trung đã phạm luật rồi. Phạm luật. Vâng, vậy là điểm cho Phương Nam 14-7. Đúng rồi. Rất đáng tiếc, bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Phương Nam 15-7. Bước một tốt rồi. Phòng thủ rất tốt. Ai đồ Hùng Thông. Tuyệt vời. Một tình huống ghi điểm nữa của Ai đồ Hùng Thông. Tuyệt vời Ai đồ. Rất hay. 16-7 cho cầu thủ bên phía Phương Lan. Ai đồ Hùng Thông đang chơi cực kỳ ấn tượng. Làm gì không? Chưa được. Vẫn là phòng tốt của Ai đồ Hùng Thông. Rất đáng tiếc, tình huống đập bóng ra ngoài sân rồi, điểm cho Quang Trung 86. Bước một tốt của Ai Đồ Hùng Thông. Ai Đồ, rất tuyệt vời. Bóng đã chạm tay chắn rồi. Vâng, vậy là trọng tài đã xác định bóng ngoài sân. Điểm cho Phương Quang Trung 96. Vâng, quyết định cuối cùng trọng tài đã được đưa ra. Bước một tốt của Ai Đồ Hùng Thông. Vẫn là Ai Đồ. Rất hay, tuyệt vời. Một tình huống ghi điểm tuyệt vời nữa của Ai Đồ Hùng Thông. 17-9. Quá xuất sắc luôn.
25 mà. Vâng, tình huống xử lý cũng tốt của cầu thủ bên phía Phượng Quang Trung. Điểm cho Phượng Quang Trung 10-17. Vâng, khoảng cách giữa hai đội đang là 7 điểm. Các cầu thủ bên phía Phượng Phương Nam đã tạo ra khoảng cách tương đối an toàn trước cầu thủ bên phía đội Phượng Quang Trung. Trận đấu tiếp tục. Rồi, trọng tài yêu cầu phát bóng lại. À không phải. Và ngoài là trọng tài đã bắt lỗi của các cầu thủ bên phía Phường Quang Trung rồi, điểm cho Phường Quang Lam. 18-10, nâng điểm với anh ơi, 18-10 rồi. 18-10 anh ơi, nâng điểm đi chứ. 18-10. 18-10. Một tốt rồi, phản công cho Quang Trung. Alo, Quang Trung. Rất hay, pha phản tốt của cầu thủ bên phía Phường Quang Trung. Vâng, thành công rồi. Gọi là tình huống ghi điểm của cầu thủ bên phía Phường Quang Trung. Cầu thủ số 9 của Phường Trung có tình huống xử lý tốt để mang điểm số cho Phường Trung. 11-18. Bước một tốt rồi, ai đúng không? Rồi, chuyển hai khóa rồi. Phản công cho Quang Trung. Bóng vẫn còn. Một pha xử lý bóng an toàn của cầu thủ số 10 của Phường Quang Trung. Rất tốt. Vâng. Tình huống đập bóng rất có lực của cầu thủ số 6 bên phía Phường Trung. Nó mang về điểm số cho Phường Trung 12-18. Vâng, khoảng cách chỉ là 6 điểm thôi. Các cầu thủ bên phía Phường Hồng Lam dưới sự dẫn dắt của Idol Hồng Thông đang chơi cực kỳ xuất sắc. Bóng vẫn còn. Rất hay. Rất tiếc trọng tài xác định bóng ngoài sân rồi. Đây là điểm cho Phường Quang Trung. 13-18. Ông đứng như này. Bước một tốt rồi, phản công cho Phương Nam. Ai lùng thông. Bóng vẫn còn. Tình huống phòng thủ tốt của cầu thủ bên phía Phường Quang Trung. Rồi phản công. Một tình huống bỏ nhỏ. Bóng vẫn còn. Vẫn là cơ hội phản công cho Quang Trung. Ngoài rồi, rất đáng tiếc. Ngoài điểm cho Phường Phương Nam. 19-13, vâng. Idol Thông Thông phát bóng. Vâng, một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Idol Thông Thông. Điểm cho Phường Phương Nam 20-13. Vâng. Đúng, tốt rồi, phản công cho ông Trung. Không đạt được. Và đập bóng thành công của cầu thủ bên phía Phường Quang Trung điểm cho Phường Nam 21-13. Vậy là hình thức thi đấu trong cái xét là 25 điểm câu hỏi. Bước một tốt. Vâng. Thì được rồi. Đây rồi, cô ấy phản công đi rồi. Ai đúng không? Chuyển hai khó rồi. Phản công cho Quang Trung. Rất đáng tiếc. Một pha xử lý bóng ra ngoài rồi. Và điểm cho Phương Nam 22-13. Khoảng cách đã là 9 điểm rồi. Một khoảng cách rất an toàn. Bóng lại qua ngoài sân. Rất đáng tiếc. Quên. Điểm cho Phương Nam 23-13. Vâng, sau tình huống bóng vừa rồi thì các cầu thủ bên phía Phường Quang Trung lại xin hội ý lần thứ hai trong set thi đấu thứ nhất này. Các cầu thủ bên phía Phường Quang Trung những phút vừa qua đã chơi không tốt. Để cho các thủ bên phía Phường Phương Nam đã tạo ra khoảng cách 10 điểm. Một khoảng cách rất lớn, rất khó để cho các thủ bên phía Phường Quang Trung có thể săn bằng cách biệt. 23-13. Hết 30 giây hội ý. Trọng tài yêu cầu cầu thủ quay lại sân để thi đấu. Trận đấu lại tiếp tục. Ông ơi, ông lùi ra hội chóng đi. Ông đứng phía này này. Anh ơi, lùi ra em đang quay lên. Bóng vẫn còn. Ai đúng không? Chưa được. Phản công cho ông Trung. Vâng.
Một pha xử lý bóng tốt của cầu thủ số 6 bên phía Phương Quang Trung đã giành điểm số cho Phương Quang Trung 14-23. Alo, Hùng Thúc. Bóng vẫn còn, rất cố gắng. Ôi kìa. Một pha không hiểu ý nhau giữa cầu thủ bên phía Phương Quang Nam, địa điểm cho Phương Quang Trung 15-23. Bước một tốt rồi. Rồi cơ hội phản công cho Phương Quang Trung. Ai đồ Hùng Thông. Rất tốt. Vâng. Rồi là set point cho cầu thủ bên phía Phương Nam rồi. 24-15. Theo cô quan sát thì Idol Thông Thông đang gánh tìm. Khả năng gánh tìm của Idol Thông Thông đang là rất tốt. Một pha xử lý bóng an toàn. Rồi phản công cho Quang Trung. Rất hay. Vâng, tình huống đáp trả rất tốt từ cầu thủ số 9 bên phía, hoặc từ cầu thủ bên phía phường Quang Trung. Điểm cho Quang Trung 16-24. Tiếp tục sẽ đấu tranh. Idol Thông Thông. Bóng vẫn còn. Vâng, được rồi. Rồi là điểm cho Phương Quang Trung 17-24. Vâng, chỉ còn một điểm số nữa thôi thì các cầu thủ bên phía Phương Nam sẽ kết thúc trận đấu thứ nhất này để giành thắng lợi. Kết thúc trận đấu trắng. Idol Hùng Thông. Rất tuyệt vời. Vâng. Một tình huống đập bóng rất đẹp mắt. Vậy là kết thúc trận đấu thứ nhất này thì cầu thủ bên phía Phương Nam đã vượt qua cầu thủ bên phía Phương Quang Trung với tỷ số là 25-17. Vâng, một trận đấu rất hay của Idol Hùng Thông. Idol Hùng Thông đã khánh tin. Một trận đấu tuyệt vời. Vâng. Vậy là hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị diễn ra trận đấu thứ hai. Vâng. Vậy là trận đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Trong trận đấu thứ hai thì cầu thủ bên phía phường Quang Trung là bên phía gần Bến Quan ra quân trang phục là áo vàng quân đen. Cầu thủ bên phía phường Phương Nam phía Sam Hính Vạn ra quân trang phục áo xanh đen. Vậy là trận đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu rồi. 1-0 đầu tiên cho cầu thủ bên phía Phương Nam. Rồi phản công cho Phương Nam. Rất hay, tình huống bám chắn tốt của Idol Hùng Thông. Điểm cho phường Quang Trung 1-1. Rồi phản công cho Phương Nam. Idol Hùng Thông. Bóng vẫn còn. Một pha cứ bóng rất cố gắng. Vâng. Một tình huống ghi điểm của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung. 2-1 cho Quang Trung. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Phương Quang Trung 3-1. Giang à lùi lùi giữa nhà tí. Vâng, tình huống bóng chắn rất tốt của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung. Điểm cho Phương Quang Trung 4-1. Vâng, vậy thua trong trận đấu đầu tiên thì trong trận đấu thứ hai này các cầu thủ Phường Quang Trung đang chơi rất quyết tâm. Rất đáng tiếc, một tình huống phân bóng qua lưới, điểm cho Phường Quang Nam 2-4. Sao cháu? Hả? À? Bóng kia đấy, đang chơi. Bước một tốt rồi, phản công cho Quang Trung. Tình huống xử lý bóng an toàn của Idol Hùng Thông, cơ hội phản công cho Quang Trung. Rất tốt, một pha phòng tốt của các cầu thủ bên phía Phường Phương Nam. Ai đấy? Hiền cơ hội phản công cho Phương Nam, vẫn chưa được. Vẫn là cơ hội phản công cho Quang Trung. Dạ. Đi ra chơi mấy chị ấy. Vâng, tình huống đánh bóng ra ngoài, điểm cho Vương Phương Nam 3-4.
Vâng, vậy là trọng tài bắt lỗi vị trí của cầu thủ bên phía phường Phương Nam rồi, rất đáng tiếc. Điểm cho phường Quang Trung 5-3. Trọng tài bắt lỗi vị trí. Vâng, vậy là trọng tài đã bắt lỗi vị trí của cầu thủ bên phía phường Phương Lam, rất đáng tiếc. Đây, trận đấu tiếp tục. Rồi phản công cho Phương Nam, ai đồng thông, bóng vẫn còn. Phản công Quang Trung, ai đồng thông rất mạnh. Vâng, một pha đấu bóng rất mạnh, rất có lực của ai đồng thông. Rồi điểm cho Phương Nam 4-5. Đường một tốt rồi, phản công cho Quang Trung. Cơ hội cho ai đúng không? Rất tốt. Vâng. Trong trận đấu thứ hai này thì cầu thủ bên phía phường Quang Trung đang theo chắn ai đúng không? Rất tốt. Một điểm số nữa là ghi cho các cầu thủ bên phía phường Quang Trung. Vâng, tình huống đập bóng không thành công rồi. Vậy là điểm cho phường Quang Trung 7-4. Vâng, trong phút đầu của set thứ hai này thì các cầu thủ bên phía phường Trung đang chơi tốt. Vâng, tình huống đập bóng của Ai Đồng Thông Thông đã chặn tay chắn cầu thủ bên phía phường Trung ra ngoài. Vậy là điểm cho phường Phương Nam 5-7. Anh số 8 rồi, anh số 8 này, em nhầm chút, em quay em nhầm chút. Cơ hội phản công cho Phương Nam, Ai Đồng Thông. Và phòng thủ rất tốt của cầu thủ bên phía phòng Quang Trung. Bóng vẫn còn. Một tình huống xử lý an toàn, vẫn là cơ hội phản công cho phường Phương Nam. Ai đúng không? Chưa thành công. Vâng. Một pha xử lý bóng rất có hiệu của cầu thủ bên phía phường Phương Nam. Và điểm cho Quang Trung 8-5 rồi. Cơ hội phản công cho Quang Trung. Bóng hiền rồi, vẫn là cơ hội phản công cho Phương Nam, ai đúng không? Rất tiếc tình huống đập bóng vừa rồi đã ra ngoài, điểm cho phường Quang Trung 9-5. Vậy sau tình huống bóng vừa rồi thì cầu thủ bên phía phường Phương Nam đã xin hội ý 30 giây lần thứ nhất trong trận đấu loại 2 này. Vâng, với sự chỉ đạo của ban huấn luyện, cầu thủ bên phía phường Quang Trung trong những phút đầu tiên của set đấu thứ hai này đang thi đấu rất hiệu quả. Đang hóa giải được những tình huống đập bóng của Ai Đồ Hùng Thông. Sau khi để thua trong set đấu thứ nhất với sự bùng nổ của Ai Đồ Hùng Thông thì trong set đấu thứ hai này thì các thủ bên phía của Quang Trung đã rút kinh nghiệm, đưa ra đối sách rất hiệu quả để hóa giải đúng không? Và là trận đấu lại tiếp tục. Rồi phản công cho Phương Nam, ai đúng không? Vâng, lỗi kỹ thuật rồi. Tình huống nhờ là bóng của ai đúng không đã dẫn bạch điểm cho phường Quang Trung 15. Và là cầu thủ bên phía phường Quang Trung đã tạo ra khoảng cách 5 điểm trước cầu thủ bên phía phường Phương Nam rồi. Ai đúng không? Vâng, bóng hầu như là chỉ dồn cho một mình Ai Đồ Hùng Thông mà thôi. Vâng, một tình huống chỉ bóng ngoài sân rồi, điểm cho cầu thủ bên phía phường Quang Trung 11-5. Chỉ có một công lên cầu thủ bên phía phường Phương Nam, rất dễ bị bắt bài. Rất tốt. Rất đáng tiếc, pha xử lý bóng vừa rồi của Ai Đồng Thông đã không thành công.
Vậy là điểm cho Phương Quang Trung 12-5. Vâng, và cầu thủ bên phía Quang Trung đã tạo ra khoảng cách 7 điểm cho cầu thủ bên phía Phương Nam rồi. Vâng, tình huống đá bóng tốt của Ai Đồng Thông. Bóng đã chạm tay chắn cầu thủ bên phía Phương Quang Trung ra ngoài, điểm cho Phương Nam 6-12. Rồi phản công cho Phương Nam. Vẫn là Ai Đồng Thông. Vâng, tình huống đá bóng tốt của Ai Đồng Thông. Mang về điểm số tiếp theo cho cầu thủ bên phía Phương Nam 72. Rất đáng tiếc, một pha xử lý bóng không thành công của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung, điểm cho Phương Quang Nam 82. Vâng, khoảng cách rút ngắn chỉ còn là 4 điểm số rồi. Đúng một tốt rồi, phản công cho Quang Trung. Một tình huống bỏ nhỏ. Ai Đồng Thông. Vẫn là cơ hội phản công cho Phương Quang Trung, chưa được. Ai Đồng Thông. Rất mạnh. Vâng, tình huống bấm chắn tốt của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung. Trong set đấu thứ hai này thì cầu thủ bên phía Phương Quang Trung đang đeo bám rất gào với Ai Đồng Thông. Rất nhiều tình huống tập bóng của Ai Đồng Thông đã không qua dây chắn cầu thủ bên phía Phương Quang Trung rồi. Rồi phản công cho Phương Nam. Ai Đồng Thông. Vẫn là pha chắn tốt của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung. Rất đáng tiếc, một tình huống giật mình của cầu thủ bên phía Phương Nam. Điểm cho Phương Quang Trung 14-8. Vậy là cầu thủ bên phía Phương Nam lại xin hội ý 30 giây lần thứ hai trong trận đấu thứ hai này. Vậy các cầu thủ bên phía Phương Nam xin thay người. Được một tốt rồi, phản công, Ai Đồng Thông. Một tình huống xỉ bóng hoàn toàn của Ai Đồng Thông, cơ hội phản công cho Quang Trung. Vẫn là phản công cho Phương Nam. Vâng, tình huống xỉ bóng tốt của Ai Đồng Thông. Họ giành điểm số cho Phương Nam 9-14. Phản công cho Quang Trung. Và phòng thủ rất tốt. Ai Đồng Thông chắn tốt. Điểm cho Quang Trung 15-9. Vâng, trong set đấu thứ hai này thì các cầu thủ bên phía Quang Trung đang thi đấu rất hiệu quả. Vâng, tình huống đá bóng tốt của Ai Đồng Thông, bóng đã bật tay chắn cầu thủ bên phía Quang Trung ra ngoài. Điểm cho Phương Nam 10-15 cho Phương Nam. Rất đáng tiếc, một tình huống phạt bóng không qua lưới rồi. Mẹ điểm cho Phương Quang Trung 16-10. Ai Đồng Thông. Bóng vẫn còn. Rất cố gắng. Vâng, trọng tài đã xác định là điểm cho Phương Nam rồi. 11-16 cho Phương Nam. Phản công cho Quang Trung. Và phòng thủ tốt của các cầu thủ bên phía Phương Nam. Vậy là điểm cho Phương Nam 12-16. Bóng vẫn còn. Rất đáng tiếc, tình huống xử lý bóng cuối cùng đã không thành công. Và điểm cho Phương Quang Trung 17-12 cho Quang Trung. Rất tốt. Rất đáng tiếc, trọng tài đã xác định bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Quang Trung 18-12. Vâng, 18-12 cho Quang Trung.
Anh Dũng ơi, anh Dũng ơi, anh lùi xuống một tí nhá. Nhờ chút. Và xử lý an toàn của anh Đồng Thông, cơ hội phản công cho Quang Trung. Phản công cho Phương Nam, anh Đồng Thông. Rất đáng tiếc. Bóng lại ngoài sân rồi. 19-12 cho Quang Trung. Sao bóng an toàn, cơ hội phản công cho Quang Trung. Bóng vẫn còn. Vẫn là cơ hội phản công cho Quang Trung. Ai đúng không? Và cầu thủ rất tốt của cầu thủ bên phía phòng Quang Trung. Làm gì không? Chưa được. Vẫn là ai đúng không? Rất mạnh, bóng vẫn còn. Gọi là Idol Thông Thông đã đánh bẫy cầu thủ bên phía phường Quang Trung rồi. Gọi là cầu thủ bên phía phường Quang Trung vừa rồi đã sập bẫy Idol Thông Thông. Điểm cho phường Nam 13-19. Rất mạnh. Rất tiếc bóng ngoài sân. Điểm cho phường Phương Nam 14-19 cho Phương Nam. Vâng, chúng ta cần chơi chuyên nghiệp hơn. Hãy theo quyết định của trọng tài. Ai Đồng Thông. Vâng, tình huống đập bóng tốt của Ai Đồng Thông. Bóng nó chặn lấy chắn cầu thủ bên phía Quang Trung ra ngoài. Điểm cho Phương Phương Nam 15-19 cho Phương Nam. Một tốt rồi, phản công cho Quang Trung. Rất mạnh. Vâng, tình huống đập bóng rất tốt. Bóng lọt tay chắn cầu thủ bên phía Phương Nam. Điểm cho Phương Quang Trung 20-15. Trong trận đấu thứ hai này, cầu thủ bên phía Phương Quang Trung đang chơi tốt. Hai đội Hồng Thông. Rồi, phản công cho Quang Trung đi rồi. Rất mạnh, rất đáng tiếc, bóng lại ngoài sân rồi. Điểm cho Phương Vũ Lam 16-20. Rất tốt. Một tình huống đập bóng có lực rất tốt. Mang biểu số cho thủ bên phía Phương Quang Trung 21-16. Cầu thủ bên phía Phương Nam lại xin hội ý trong trận đấu thứ hai này. Sau tình huống ghi điểm của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung. Với set thi đấu đầu tiên chưa rất bùng nổ thì trong set đấu thứ hai này thì tôi thấy Idol Hồng Thông đã khá thấm mệt sau những tình huống bám chắn rất hiệu quả của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung. Bằng ban huấn luyện của cầu thủ bên phía Quang Trung đã có sự chỉ đạo rất kịp thời đến đấu pháp của cầu thủ bên phía Phương Quang Trung. Đang thi đấu rất hiệu quả và đã vội hóa được rất nhiều tình huống đập bóng của Idol Hồng Thông. Idol Hồng Thông. Tình huống đập bóng loạt tay chắn của Idol Hồng Thông. Điểm cho Phương Nam 17-21. Vâng. Sau khi hội ý thì Idol Hồng Thông đã có tình huống ghi điểm để mang điểm số cho Phương Nam. Phản công cho Quang Trung. Một tình huống bỏ nhỏ. Vẫn là Idol Hồng Thông. Vâng, bám chắn tốt. Các tay chắn của các cầu thủ bên phía Phường Quang Trung trong set đấu thứ hai này đang đeo bám Idol Hồng Thông rất hiệu quả. Một điểm số nữa được ghi cho Quang Trung rồi.
Một tình huống bóng chắn tốt nữa của cầu thủ bên phía phường Trùng, điểm cho ông Trùng. 23-17 rồi. Ông ơi. Em lùi một bước xuống, anh nhờ chứ. Chắn tốt. Một tình huống bóng chắn tốt nữa của cầu thủ bên phía phường Trùng. 24-17 rồi. Rất bất ngờ. Vậy là set boy của cầu thủ bên phía phường Quang Trung. Một đấu pháp hiệu quả đã được đưa ra. Và cầu thủ bên phía phòng Trung đã thực hiện rất tốt. Ai đấu không thông? Chưa được. Ôi, phản công rồi, ai đấu không thông? Chưa được. Ôi, phản công cho Quang Trung. Rất đẹp mắt, rất tiếc bóng ngoài sân. Một pha phối hợp tấn công rất có lẽ. Rất tiếc là tình huống kết thúc vừa rồi của cầu thủ số 9 đã ra ngoài. Điểm cho phường Phương Nam. 18-24. Khoảng cách đã là 6 điểm rồi. Rất khó để cho cầu thủ bên phía phường Phương Nam có thể săn bằng cách biệt. Và điểm cho cầu thủ bên phía phường Phương Nam. 19-24. Ông ơi. Ông lùi lại chứ. Ông ở phía kia các nhà. Phản công kết thúc trận đấu chăng? Rất tốt. Và là kết thúc trận đấu thứ hai này thì cầu thủ bên phía phường Quang Trung đã vượt qua cầu thủ bên phía phường Phương Nam với tỷ số là 25-19. Vậy là sau hai set thì hai đội đang hòa nhau với tỷ số là 1-1. Và hai đội sẽ bước vào trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định. Trong trận đấu thứ ba thì hai đội sẽ tiến hành đánh 15 điểm câu hỏi. Và hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị diễn ra trận đấu thứ ba, trận đấu quyết định. Vâng, trong trận đấu thứ ba này thì cầu thủ bên phía câu bộ phường Phương Nam đã sẽ là người giao bóng trước. Vậy là trận đấu thứ ba chính thức bắt đầu. 0-0. Bước một tốt rồi, gọi phản công cho phường Quang Trung. Một tình huống bỏ nhỏ rất hay. Vâng, một tình huống bỏ nhỏ rất tốt của cầu thủ bên phía phường Quang Trung đã mang tỷ số đầu tiên trong trận đấu thứ ba này. 1-0 cho Quang Trung. Bước một tốt rồi. Một tình huống xử lý bóng không thành công rồi. Điểm cho phường Quang Trung. 2-0. Vâng, các cầu thủ hai đội cố lên. Vâng, chưa có tín hiệu của trọng tài. Trọng tài yêu cầu phát bóng lại. Bước một tốt, cơ hội phản công. Cơ hội phản công cho Quang Trung đi rồi. Rất mạnh. Một tình huống đấm bóng có lực rất tốt. Rất tiếc là bóng không có lưới. Bây giờ điểm cho phường Quang Nam. 1-2. Rồi phản công cho Quang Trung. Bóng hiền rồi, vẫn là cơ hội phản công cho Quang Trung. Ai đây? Ai đồng thông? Rất tốt. Trọng tài đã xác định là bóng đã chạm tay chắn cầu thủ bên phía phường Quang Trung ra ngoài. Điểm cho phường Phương Nam. 2-2. Vâng, trong trận đấu đầu tiên thì các ai đồng thông đã chơi bùng nổ và giành chiến thắng, đem về chiến thắng cho cầu thủ bên phía phường Phương Nam. Và trong trận đấu thứ hai thì cầu thủ bên phía phường Quang Trung đã đưa ra đấu sách rất tốt để giành chiến thắng trong trận hai và đưa hai đội về trận đấu quyết định này. Rất đáng tiếc bóng ngoài sân, điểm cho phường Phương Nam. 3-2. Bước một tốt rồi. Một pha phòng thủ rất tốt của cầu thủ bên phía phường Phương Lan. Vâng, tình huống bóng có. Nhảy lên đẩy lại được. Điểm cho phường Nam 4-2. Rồi phản công cho Quang Trung.
Một pha xử lý bóng rất tốt của cầu thủ số 5 bên phía Quang Trung đã mang về điểm số cho Quang Trung 3-4. Khoảng cách chỉ là một điểm số thôi. Anh em nhờ chút. À, anh đứng phía kia hộ em một tí, em đang quay. Vâng, đang quay truyền hình trực tiếp. À đúng không? Rất tốt. Một pha phòng thủ rất tốt của cầu thủ bên phía Quang Trung. Vẫn là cơ hội phản công cho Phường Phương Nam, chưa được. Vâng, một pha xử lý tốt của cầu thủ số 6 bên phía Quang Trung đã giành điểm số 4-0 cho Quang Trung rồi. Điểm số trở về thế cân bằng rồi. Ai đúng không? Vẫn chưa được. Vẫn là ai đúng không? Đừng nhảy nhá, đừng nhảy nhá. Tình huống bóng khó rất đáng tiếc về điểm cho Quang Trung 5-4. Vâng, chị lại. Hội phản công cho Quang Trung. Rất tốt, một pha xử lý rất hay của cầu thủ số 5. Đã mang điểm số cho Quang Trung 6-4. Vâng, sau khi để thua ở set đấu nhất thì các cầu thủ bên phía Phường Quang Trung đã có sự chỉ đạo đấu pháp rất phù hợp để mang về chiến thắng trong set đấu dài và đang tạm dẫn cầu thủ bên phía Phường Nam với tỷ số 6-4 trong set đấu thứ 3 này. Ai đúng không? Vâng, rất đáng tiếc. Bóng lại ngoài sân rồi, điểm cho Phường Quang Trung 7-4. Khoảng cách 3 điểm các cầu thủ bên phía Phường Quang Trung tạo ra trước Phường Phương Nam rồi. Các cầu thủ hai đội cố lên. Một pha xử lý bóng an toàn vẫn là cơ hội phản công cho Phường Quang Trung. Tập trung vào. Ông. Chuyền hai không biết đi đâu mất rồi. Rất đáng tiếc. Điểm cho Quang Trung 8-4. Một pha bóng lỗi của các cầu thủ bên phía Phường Phương Nam. Với hai đội sẽ tiến hành đổi sân để tiếp tục trận đấu. Anh đứng đây nó vẫn vào cam mà anh đứng sau. Vâng, vẫn là nó cả mình nó góc mình treo đấy mà. Em nhờ chút. Anh em đứng ra đây xem. Vâng, trận đấu tiếp tục. Hãy đúng không? Và cầu thủ rất tốt của cầu thủ bên phía Phường Quang Trung. Vẫn là hãy đúng không? Vẫn là phòng tốt của cầu thủ bên phía Quang Trung. Vâng, theo quan sát thì hãy đúng không? Đã thấm mệt rồi. Vẫn là Ai Đồ Hồng Thông. Vâng, một tình huống ghi điểm rất tốt của Ai Đồ Hồng Thông. Mang điểm số cho Phường Phương Nam 5-8. Ai Đồ Hồng Thông đang chơi rất cố gắng, rất quyết tâm. Một mình anh đang gánh trên vai cả đội. Bóng vẫn còn, cố lên. Rất đáng tiếc. Một pha xử lý bóng cùng đã không thành công rồi. Vậy là điểm cho Phường Quang Trung 9-5. Khoảng cách về điểm số là 4 điểm rồi. Vâng, bóng hầu như là được nhồi cho Ai Đồ Hồng Thông thôi. Tình huống được bóng tốt của cầu thủ bên phía Quang Trung. Bóng đã loạt tay chắn. Điểm cho Quang Trung 15. Bước một tốt, Ai Đồ Hồng Thông, rất tốt. Một tình huống ghi điểm bởi Ai Đồ Hồng Thông. Ông ơi, cháu nhờ chút, cháu đang quay, là máy quay đây mà. Ông ta kia kìa, ông ta phía cái chân này không biết. Rồi, phản công cho Quang Trung.
rất đáng tiếc. Tình huống đập bóng rồi đã không qua lưới, điểm cho Phượng Phương Nam. 70, khoảng cách chỉ là 3 điểm thôi. Cầu thủ hãy cố lên, bình tĩnh tự tin. Đấy đấy. Và xử lý bóng rất tốt, rất lạnh lùng của cầu thủ số 9. Đã mang biển số cho Quang Trung rồi, 11-7. Một đấu pháp rất hợp lý đã được ban huấn luyện của cầu thủ bên phía của Quang Trung đưa ra. Một tình huống ghi điểm bởi cầu thủ bên phía Phương Nam, 81. Chưa trọng tài chưa thổi còi. Phản công Quang Trung. Bóng vẫn còn. Ừ, khó rồi. Vẫn là cơ hội phản công Quang Trung. Rất đáng tiếc. Một pha xử lý bóng không thành công rồi. Điểm cho Phương Nam. 91. Vâng, khoảng cách chỉ là 2 điểm số thôi. Các cầu thủ hai đội cố lên. Trong trận đấu quyết định này thì thi đấu hình thức 15 điểm câu hỏi thôi. Vẫn là Ai Đô. Rất tốt. Và phòng thủ rất tốt của cầu thủ bên phía Phương Trung. Vẫn là cơ hội phản công cho Quang Trung. Vâng. Vẫn là Ai Đô đúng. Rất tốt. Vâng. Điểm số rút ngắn xuống 10-11. Khoảng cách chỉ là 1 điểm số thôi. Bóng liên tiếp được nhồi cho Ai Đô Thông. Vậy là sau tình huống vừa rồi thì cầu thủ bên phía Phương Quang Trung đã xin hội ý 30 giây. Trong lần thứ nhất trong trận đấu thứ 3 này. Liên tiếp có điểm số được cầu thủ bên phía Phương Phương Nam ghi được và khoảng cách chỉ là 1 điểm số giữa hai câu lạc bộ thôi. Đang đắc ra nhắc nhở mấy anh nghe lùi lùi lại chắn cái cao anh em anh nhắc cho nó dễ. Anh ơi em nhờ một chút đấy, em đang quay anh đứng trước cao, anh đang đứng ra hẳn đâu kia kìa, à, còn sang bên này này. Ồ em ấy, em đứng ra kia. Vâng, vậy là trận đấu lại tiếp tục. Ôi, rất đáng tiếc. Một pha phát bóng mất điểm rất đáng tiếc của cầu thủ bên phía Phương Phương Nam, điểm cho Phương Trung. 12-10. Ai đúng không? Vẫn chưa được, vẫn là cơ hội phản công cho Quang Trung. Bóng hiền rồi, cơ hội phản công cho Phương Nam. Ai đủ. Cầu thủ bên phía Phương Quang Trung đang bám chắn Ai đủ không rất tốt. Vẫn đúng rồi. Chuyền hài lỗi quá. Rất đáng tiếc về điểm cho Phương Quang Trung. Chuyền đẹp không công được. Chuyền làm gì? 13-10. Khoảng cách 3 điểm nữa cầu thủ bên phía Phương Quang Trung tạo ra trước Phương Quang Nam rồi. Ai đúng không? Đập được không qua quả. Và phòng thủ tốt của cầu thủ bên phía Quang Trung. Và xử lý an toàn của Ai đúng không? Thôi phản công cho Quang Trung. Một đá luôn. Ai đúng không? Rất hay, pha phòng thủ rất tốt. Người đẹp đẹp và người phòng thủ rất tốt. Phải con phải nữa. Nói trọng tài không quan sát kịp. Ai đúng không? Chưa được. Một tình huống đối công của hai đội vẫn là Ai đúng không? Bóng vẫn còn. Vâng, theo tôi quan sát Ai đúng không đã rất mệt rồi. Rất cố gắng. Một mình Ai đúng không đang gánh cả đội trên vai. Một điểm số nữa được ghi bởi Ai đúng không? 11-13. Vâng. Theo tôi quan sát anh gánh nặng quá, cong hết lưng rồi. Cao thủ cần phải cố gắng hơn để hỗ trợ cho Ai đúng không? Vâng, một tốt rồi, coi phản công cho Quang Trung. Một tình huống của nhỏ, vâng. Một pha xử lý bóng tốt của cầu thủ số 5 bên phía Quang Trung, nó mang điểm số cho Quang Trung. 14-11, vậy là set point cho cầu thủ bên phía Phường Quang Trung rồi. Chỉ một điểm số thôi thì các cầu thủ bên phía Phường Quang Trung kết thúc trận đấu cũng như kết thúc trận đấu này. Cơ hội kết thúc trận đấu trắng. Rất căng. Rất tiếc bóng ngoài sân. Một pha là bóng có lực rất tốt. Em đánh thế là thế thua lắm ấy. Vậy là điểm cho Phường Phương Nam. 12-14, khoảng cách chỉ là 2 điểm số thôi.
anh ngồi xuống một chút thôi, ngồi xuống đấy em nhờ chút, xuống chút nhờ. Rồi phản công, ai đồng không? Rồi phản công kết thúc trận đấu chăng? Vẫn là gọi phản công cho Phường Phương Nam, ai đồng không? Bóng mất toàn, không được rồi. Vậy là kết thúc trận đấu thứ ba này thì cầu thủ bên phía phường Quang Trung đã vượt qua các cầu thủ bên phía phường Phương Nam với tỷ số là 15-12. Vậy là sau 3 set thì các cầu thủ bên phía phường Quang Trung đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Vâng, xin mời hai đội trưởng, hai đội vào ký tên ạ.